Em có một khách hàng thì đặt câu hỏi, bạn nhắn tin cho em, bạn không trong Zoom, nhưng mà bạn ấy thấy em chia sẻ đường link live Zoom ấy, thì bạn ấy hỏi là khách hàng đi xét nghiệm có chỉ số định lượng albumin là 22,1 thì có dùng được sản phẩm query của bên mình không ạ? Cho em hỏi gửi câu hỏi này đến bác sĩ Hằng được không ạ? Vâng. Albumin niệu đúng không ạ? Cái đấy dùng không ảnh hưởng gì đâu ạ. À, không ảnh hưởng ạ. Dùng mà Vâng có ạ. khi nó còn 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 giảm cho đấy. Còn bởi vì nó À. tác động trong trong nghiên cứu thì nó tác động rất tốt và nó hồi phục lại cái ma trận cầu thận rất là tốt. Như vậy À là vâng, cái đúng rồi. thận người ta tổn Bạn ấy thương đang bị và người ta đái ra protein. Thế tôi cũng đang đặt để thận. tôi về để tôi chữa bệnh suy thận đấy mà, suy thận À vâng. cho người nhà mà. Cho nên cái sản Dạ. phẩm này rất là tuyệt đấy, thì cũng muốn là hôm nào chúng ta sẽ quay lại cái sản phẩm MaQuiSAC ấy nhá. Thì Dạ tôi sẽ vâng ạ. soạn nó theo cái là tác dụng, hoặc là chúng ta có thể là thiết kế theo từng buổi, ví dụ như là nó xử lý tim như thế nào, tim mạch thế nào, xử lý thận như nào. Đấy, thì chúng ta sẽ biết, thì chúng ta xử lý biết biết cách xử lý nó, biết biết cách sử dụng nó để xử lý những cái bệnh ấy. Còn đối với thận cũng rất là tốt nhé, rất là tốt đó. Bạn Dạ cứ vâng, khuyên người em đấy cảm ơn dùng chị. đi. Vâng ạ, em cảm ơn chị rất Vâng. nhiều ạ. Rồi, Vâng, cảm ơn. Vâng ạ. xin cảm ơn. chỗ là tranh thủ khai thác bác sĩ Hằng, có một bạn Văn Thanh hỏi là em bị gai khớp gối thì có thể dùng được không? À thế này nhá. Gai khớp gối thì không ảnh hưởng gì, chúng ta cứ dùng thôi. Mà tôi nghĩ là nếu mà bởi vì cái query ấy, nó có tác dụng dọn rác rất là mạnh mẽ, và một trong những cái nguyên nhân ấy mà gây gây tổn thương gây ra gai gối là bắt đầu là viêm và tăng cái hủy cốt bào, tức là gây ra từ đầu nó phải gây ra cái quá trình viêm ở đấy đúng không ạ, và sau đó là gì khâu quá khi mà nó tái tạo lại thì bắt đầu tế bào sụn nó mọc mọc rất là tự do và nó gây ra gai. Vậy thì dùng cái này nó sẽ không cụt cái gai đi, không hy vọng là như vậy, tôi cũng chưa tìm thấy cái nguyên nhân cái bằng chứng đấy, nhưng mà nó ngăn cái quá trình ngăn cái quá trình hình thành gai mới, hoặc là ngăn cái quá trình giảm cái quá trình viêm, giảm cái quá trình tổn thương. Bởi vì trong cái sản phẩm query thì cái nghiên cứu khoa học người ta nói nó chống loãng xương và chống viêm xương khớp rất là tốt. Đó. Bằng cái con đường dọn rác, lúc nào chúng ta sẽ học đến là nó tác động ở xương đến mức độ như thế nào. Về cái khả năng chống oxy hóa của nó. Bạn cứ dùng thôi, tốt mà. Wow, cứ dùng thôi. Đó là lời khuyên của Nó chống bác sĩ oxy rồi. hóa và chống Chúng ta viêm với ở trong đấy cho mà. Rất là hay đó, và nó tăng kích hoạt serotonin. Các bạn phải hình dung là serotonin nó liên quan rất là nhiều đến đến sản xuất đến đến tăng tăng cái tạo cốt bào ở xương đó, đến đến cái chuyện chống loãng xương cũng rất là mạnh mẽ đấy. Cho nên là chúng ta cứ dùng không không ảnh hưởng gì cả, nó sẽ chỉ đỡ đi thôi chứ nó không 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 tổn thương thêm lên. vâng, Vâng, cảm ơn. chị rất là nhiều, đó là những cái chia sẻ quá tuyệt vời và tâm huyết của bác sĩ Hằng ngày hôm nay, và chúng ta sẽ hẹn gặp bác sĩ Hằng vào thứ sáu tuần sau. Quý vị nhớ đó là mỗi một ngày một kiến thức bổ ích.